Vì các bạn đã biết thì ở đây sân khấu của chúng ta năm nay tổ chức với quy mô lớn, với lượng khán giả rất là đông, cho nên khiến các bạn cảm thấy hồi hộp, bối rối. Cho nên là em nghĩ là qua những tràng pháo tay của khán giả thì giúp cho các bạn có thể lấy lại được tinh thần của mình. Phong tự nhắn nhủ với lòng mình rằng là mình sẽ cố gắng học tập, trau dồi kiến thức thật là tốt, phát triển những cái kỹ năng của mình để sau này chúng ta có thể góp sức xây dựng và phát triển quê hương của mình với tre, phát triển hơn nữa, nhất là về du lịch kinh doanh. Nhưng đam mê của em là về ca hát, đặc biệt là nhạc cổ truyền dân tộc, thì em hy vọng rằng bên cạnh cái công việc sau này em ra trường đó là bên kinh doanh, thì em sẽ được tham gia thêm những cái hoạt động bên mỹ thuật để có thể thực hiện được cái đam mê của mình. Người truyền cảm hứng cho em nhiều nhất đó là chị Hoa hậu Nguyễn Phương Khánh. Những hoa hậu khác thì cũng rất là tuyệt vời. Riêng Nguyễn Phương Khánh thì là người con của vùng đất Bến Tre, và cũng là người Việt Nam được xứng danh trong hoa hậu trái đất. Thì em cảm thấy là nếu như chúng ta có sự cố gắng, nỗ lực, phấn đấu thì chúng ta sẽ đạt được những cái thành tích xứng đáng với những gì mà mình đã nỗ lực bỏ ra. Bước vào cuộc sống hàng ngày trong các dịp lễ hội thì em cũng rất là mong muốn mình được khoác trên mình chiếc áo bà ba, cái tà áo của quê hương mình. Xin chào chị, thêm một ít suy nghĩ của em về cái việc mà những cái cô bạn trẻ, những cái bạn trẻ hiện nay đang phấn đấu để trở thành người đẹp á, thì em sẽ nhắn nhủ gì với những bạn đó? Theo em thì cái vẻ đẹp không chỉ là vẻ đẹp về hình thể, mà chúng ta còn phải phấn đấu về cái vẻ đẹp về nhân cách cũng như là trí tuệ. Bởi vì cái vẻ đẹp bên ngoài nó có thể là
tàn phai nhưng sắc theo thời gian, nhưng mà cái vẻ đẹp bên trong thì nó sẽ vẫn còn mãi. Em nghĩ gì đối với cái việc mà mình sẽ bảo vệ môi trường cũng như là cái việc mình truyền cảm hứng cho các bạn trẻ trong việc bảo vệ môi trường? Cũng như là Bến Tre thì là một nơi ảnh hưởng rất là nhiều bởi việc biến đổi khí hậu, thì theo em thì nếu mà là em thì hôm nay được vinh danh là Hoa Khôi năm 2019 thì em sẽ dùng cái sự ảnh hưởng của mình cũng như là hành động của mình để truyền cảm hứng cho các bạn trẻ cùng nhau xây dựng, phát triển Bến Tre hơn nữa và khắc phục những cái vấn đề về xâm nhập mặn cũng như là sạt lở bờ biển. Thank you.